Maradona đã dừng lại từ ngày hôm nay và cả một cái hành trình. Với cái ngày sinh của anh ấy thì theo quan điểm của vận số học nó sẽ thế nào? Chào mừng các bạn đã đến với kênh Vận Số Học Tâm An. Và hôm nay thì chúng tôi muốn chia sẻ với bạn về cái con người của một người danh thủ tài hoa, Diego Maradona. Anh đã dừng lại ở tuổi 60 và cũng như là những người yêu mến bộ môn bóng đá, bộ môn thể thao vua trên khắp toàn cầu, tôi chia sẻ cái nỗi đau và sự mất mát đối với sự ra đi của danh thủ này. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với lại cái ngày sinh của Diego Maradona. Tôi cũng nhớ đến là với cái năm với thời khắc của năm 1986 khi mà tôi bắt đầu lớn lên và đã chứng kiến những cái bước chân điệu nghệ của Maradona. Tức là có thể nói rằng là cái ngày đấy cộng với cái bài hát của Mundial 90 ấy, nó đã là một trong những cái mà vô cùng là đặc biệt với thế hệ chúng tôi ngày đấy. Và tôi nhớ như in cái hình ảnh của Maradona đi qua 6 cái cầu thủ. Và những cái đấy, cái ký ức đấy nó lại ùa về trong cái khoảnh khắc này. Và tôi bắt đầu nghiên cứu về anh ấy, cũng như đọc nhiều cái ấn phẩm về cái cậu bé vàng. Cậu bé và với rất nhiều tài nhưng mà cũng có xen lẫn với tật. Và sau đấy thì tôi mới nhìn Maradona dưới góc độ của vận số học. Thì tôi thấy có những đặc điểm mà thấy nó có một cái sự trùng hợp nó vô cùng đặc biệt. Trùng hợp nó vô cùng là đáng kinh ngạc. Ở đây thì bạn thấy là Maradona sinh ngày 30 tháng 10 năm 1960. Thì chúng ta có thể thấy đây là anh ấy có cái con số chủ đạo là số 2. Số 20 thì là số 2. Thì số 2 ấy là một cái người mà có thể nói rằng là nếu mà một người làm công thì là một người làm vô cùng chuyên nghiệp. Hay là ví dụ trong chúng ta thấy ở chính trường ấy thì có những nhà chính trị nhưng mà cũng có những nhà mà làm gọi là công bộc một cách chuyên nghiệp. Thì đây là những người mà làm công chuyên nghiệp, hay nói cách khác ấy, anh đắm chìm anh vào các cái kỹ năng chuyên nghiệp của một cái cầu thủ bóng đá và anh đã làm xuất sắc cái vai trò đấy. Những điều tuyệt vời thứ hai là bạn thấy này, đấy cái kỹ năng đấy là kỹ năng mà do là thời gian nó tạo nên, nhưng mà cái điều đặc biệt ấy là ở đây anh có cái trục về trí tuệ là 369. 369 ấy thì nó có tất cả những yếu tố của sự khôn ngoan, của sự tinh tế, và chúng ta cũng chứng kiến cái điều đấy ở Maradona ở trên sân cỏ. Bạn thấy là thực ra là này, cái có thể là giỏi kỹ năng đến bao nhiêu nhưng mà cái sự quan sát, sự tinh tế và sự khôn ngoan ở trên sân cỏ nó mới nói lên nhiều điều. Và ở đấy chúng ta đã đều thấy Maradona thể hiện thế nào với cái chiều cao rất khiêm tốn, không hề là có cái ưu thế so với lại các cái đối thủ, nhưng mà anh lần lượt đã vượt qua, đi qua, hoặc là những cái chỗ mà trong bóng đá chúng ta thấy ấy, là cái lựa chọn cái chỗ đứng, lựa chọn cái thời điểm nó quan trọng đến nhường nào. Thì ở tất cả những điều đấy chúng ta đều thấy cái hình ảnh đấy của Maradona ở trên sân cỏ, và đúng là với con số 369 kết hợp với lại con số 2 chủ đạo đã nói lên cái điều đấy. Và điều tiếp theo chúng ta thấy là ở Maradona có hai con số 1. Thì hai con số 1 ở đây nó sẽ là biết người biết mình. Ở đây thì anh cũng là cái người mà sống rất là hài hòa, và đặc biệt đấy vì với hai con số 1 này thì anh đã tạo nên một cái cộng đồng những người yêu mến anh ấy trên khắp toàn thế giới, và gọi là biết người, thấu hiểu về các cái fan hâm mộ của mình, và anh cũng chia sẻ điều đấy, lắng nghe được fan của mình. Và tiếp theo chúng ta thấy là ở Maradona với cái trục 369 thì được rồi, nhưng mà có nhấn mạnh ở đây có con số 6. Số 6 là cái con số của sự sáng tạo. Và chúng ta cũng thấy là ngoài cái sự khôn ngoan ra thì anh cũng có rất nhiều cái sự sáng tạo ở trên sân cỏ. Đấy là những đặc điểm liên quan đến những cái về gọi là nghề hay nghiệp của anh, hay là con người của anh. Nhưng nếu mà chúng ta nói đến tài năng mà không nói đến những cái tật của danh thủ này thì sẽ là một cái không đầy đủ. Thì chúng ta thấy là ở đây là Maradona thiếu hẳn một cái mũi tên, là mũi tên 258, cái trục tâm hồn. Và khi mà như thế thì bạn thấy nha, với cái trí tuệ, với cái thân thể nó quá quá phát triển và quá đặc biệt như thế, nhưng mà anh bị trống rỗng ở bên trong. Khi mà rời khỏi sân cỏ, khi mà rời khỏi cái sân khấu mà trở lại với cuộc sống mà phải một mình đối diện với bản thân mình ấy, thì cả mọi thứ nó mới được bộc lộ ra, bộc phát ra, và chúng ta thấy một cái con người khác của Diego Maradona. Và chúng ta thấy là những cái tật như là rượu chè, hay là những cái gọi là, nếu mà chúng ta gọi nó là tật, thì ở đây ở danh thủ này cũng không thiếu bất cứ một cái điều gì. Thì chúng ta cũng thấy là khi mà chúng ta quản trị được về thân, tâm và trí, mỗi cái tầng nấc mà chúng ta quản trị được thì chúng ta đều ở một cái phiên bản tốt hơn. Nhưng nếu mà thiếu hụt một con số nào đấy, chúng ta bỏ hẳn cái mặt trận đấy, thì ở Maradona là không hề có con số 258
Và như thế thì chúng ta thấy những cái điều mà nó hiển hiện ở trong cuộc sống của anh. Tôi có thể chia sẻ nữa về cái các cái đỉnh tim sát mà khi mà anh sẽ bắt đầu ở cái tuổi gọi là 34 và kết thúc là tuổi 61. Nhưng mà bây giờ thì đang trong cái giai đoạn của cái từ cái trục từ cái đỉnh kim tháp từ số 5 và lên đến cái số 8. Tức là khi mà anh 61 tuổi thì với tại thời điểm 25 tháng 11 năm 2020, trái tim vĩ đại của Maradona đã dừng lại và chúng ta sẽ có cái cơ hội, có cái dịp để quay trở lại đối với cái đề tài này và nghiên cứu cái đỉnh kim tháp ở một cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo và tôi rất là hạnh phúc mỗi lần tôi được chia sẻ và mong rằng các bạn sẽ ủng hộ nhiều hơn nữa để có nhiều hơn nữa các cái video đến với các bạn. Nhớ subscribe vào kênh và nếu có bất kỳ một cái câu hỏi nào nữa thì bạn cũng đừng quên comment xuống. Tôi rất là trân quý và biết ơn tình cảm từ các bạn. Cảm ơn các bạn một lần nữa.